Member Asus Z590 Rover Maximus 13 Extreme là ba máy chủ sử dụng chipset Z590 của Intel thuộc phân khúc cao cấp của Asus. Ba máy chủ sử dụng socket LGA1200 có thể chạy được CPU core thế hệ thứ 10 và 11 mới nhất. Sở hữu thiết kế truyền thống của dòng Maximus với tông màu đen khỏe mạnh bắt mắt. Phần giáp tản nhiệt kim loại được bố trí ở các vị trí quan trọng như khe PCIe M2, dàn phray nguồn, được trang bị tới 18+2 phray nguồn, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, Wi-Fi 6 tích hợp sẵn, có 2 khe M2, PCI Express Gen 4. Nâng cấp lớn nhất của các bao mạch chủ Z590 so với thế hệ Z490 đó là sự hỗ trợ của kết nối PCIe thế hệ 4.0 cho băng thông gấp đôi so với thế hệ 3.0 trước đó. Với sự hỗ trợ của băng thông lớn, giờ đây các ổ cứng EAD M2 sử dụng trên bao mạch chủ Z590 có thể cho tốc độ lên tới 7500 Mbps/giây. Nâng cấp thứ hai đó chính là bus RAM, mặc định được tăng từ 2933 MHz trên Z490 lên thành 3200 MHz trên Z590. Ngoài ra thì Asus còn tích hợp trên các bo mạch chủ của mình tính năng giảm nhiệt audio hai chiều cho khả năng đàm thoại rõ hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, bo mạch chủ của Asus còn được tích hợp trí thông minh nhân tạo được phát triển trong nhiều năm, cho phép overclock CPU, tự động điều chỉnh tốc độ quạt để tối ưu tản nhiệt và nhiều tính năng tự động khác. Sản phẩm sẽ hỗ trợ trải nghiệm trên PC của bạn lên một tầm cao mới. Sản phẩm đang được bán tại Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 36 tháng.